dù hay cái sếp nhưng bạn không những không bị sếp ghét mà còn được lòng chính vì sự khẳng khái, thẳng thắn của mình. Song Tử nổi tiếng là người giỏi ăn nói, biến dữ hóa lành, thế nên trong công việc, họ khá được lòng cấp trên. Chỉ là người này cũng khá cá tính, không bao giờ chấp nhận bị người khác chỉ trích, sỉ nhục, nên nếu bị người khác ức hiếp, họ sẵn sàng đáp trả. Tài ăn nói của Song Tử lúc này cũng được phát huy. Tuy vậy bạn lại giỏi nói lý nên dù có cái thì cấp trên thực sự cũng không thể giận được bạn, mà có người còn khen bạn ăn nói hơn người. Có người nhờ nịnh nọt mà tiến thân, nhưng có người lại nhờ sự quyết đoán của mình, sự cứng nhắc bảo thủ của mình mà trở thành người bên cạnh sếp. Tuy nhiên cũng cần cảnh báo Song Tử trong bất kỳ tình huống nào cũng lấy bình tĩnh làm trọng nhé. Song Ngư là người nói có sách, mách có chứng. Một khi đã muốn đấu khẩu với ai thì họ sẽ phải tìm cho bằng được bằng chứng xác thực chứ không bao giờ vu khống, nói không. Vậy nên dù là cấp trên hay đồng nghiệp, chỉ cần một khi ra tay, Song Ngư sẽ là người nắm chắc phần thắng. Cấp trên cũng phải nể vì tài ăn nói của họ. Hoạt ngôn là ưu điểm của Song Ngư. Tài lẻ này cũng khiến bạn có được nhiều mối quan hệ bên ngoài, có được nhiều sự giúp đỡ nên trong công việc hay cuộc sống cũng gặp nhiều may mắn hơn. Kim Lưu là người bảo thủ, cứng nhắc và có phần hiếu thắng, vậy nên trong các cuộc cãi vã, họ vô cùng mong muốn phần thắng thuộc về mình. Chỉ là có lúc cố chấp mà ăn nói hàm hồ khiến người khác cảm thấy khó nghe. Với cấp trên, Kim Lưu cũng rất bản lĩnh, bạn không sợ mất lòng mà nịnh nọt. Bạn muốn chứng minh bản thân, càng muốn sếp hiểu bạn, sẵn sàng tranh luận bất cứ lúc nào. Cấp trên dù thế nào cũng không muốn một người không phục mình, đi ngược lại quan điểm là việc của mình. Nếu bạn muốn có được vị trí thì phải khéo léo ứng xử,